Xin kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những hình ảnh trở về nước của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đây là nhóm về nước đầu tiên lúc hơn 12 giờ ngày hôm nay. Nguyễn Philip là một trong những người gây ấn tượng nhất của đội tuyển Việt Nam, dù số bàn thua mà anh phải nhận tại giải đấu lần này là không hề ít. Tổng cộng Nguyễn Philip đã phải nhận tới 8 bàn thua, nhưng thủ môn Việt Kiều đã có một màn trình diễn ấn tượng và các cổ động viên đều rất săn đón được chụp ảnh hoặc xin chữ ký của Nguyễn Philip. Đội tuyển Việt Nam được chia làm hai nhóm trở về nước, một nhóm trở về trưa ngày hôm nay, tức là đội đã rời Qatar vào lúc hơn 3 giờ sáng hôm qua. Nhóm còn lại sẽ trở về nước vào lúc 7 giờ hơn ngày mai, 26 tháng 1 năm 2024. Bùi Hoàng Việt Anh cũng là một trong những người chơi tốt của đội tuyển Việt Nam lần này khi anh là thủ lĩnh ở hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, là người đã ghi một bàn thắng, là người đã có một pha kiến tạo và Bùi Hoàng Việt Anh trong thời điểm mà những trụ cột như Quế Hoài Hải không có mặt đã chơi tốt, sông sáo và thể hiện được dấu ấn của mình. Đội tuyển Việt Nam chia tay Asian Cup mà không có được một điểm số nào thành tích uh, có thể nói là tệ nhất kể từ khi chúng ta giữ Asian Cup lần đầu năm 2007. Khá bất ngờ khi mà xuất hiện ở sân bay quốc tế nội bài thì uh, Xuân Mạnh phải ngồi trên xe lăn. Xuân Mạnh đã được xếp đá chính trong uh, các trận đấu của đội tuyển Việt Nam và là một người được huấn luyện viên Philip Chuze kỳ vọng khá nhiều. Xuân Mạnh ở trận đấu với đội tuyển Iraq rời sân ở phút 77 để nhường chỗ cho Văn Thanh. Và thực tế thì lúc đó Xuân Mạnh không có vấn đề gì. Chính cầu thủ này kể lại là trong trận đấu thì Mạnh không bị sao cả. Nhưng sau trận khi đặt chân xuống đất thì Mạnh thấy đau nhức không đi nổi. Đến đêm thì mọi thứ tệ hơn và Mạnh cần đến sự hỗ trợ. Tuy nhiên theo kết luận thì Mạnh cũng không gặp phải chấn thương gì quá nghiêm trọng và có thể sẽ sớm trở lại. Đội tuyển Việt Nam kết thúc Asian Cup và sẽ trở lại tập trung vào tháng 3, cụ thể là trung tuần tháng 3 năm 2024 để chuẩn bị cho những trận đấu vòng loại World Cup. Khi đó thì đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Indonesia trong hai trận. Trận đấu lượt đi diễn ra vào ngày 21 tháng 3 trên sân của Indonesia, trận đấu lượt về diễn ra vào ngày 26 tháng 3 tại Mỹ Đình. Louis Philippe Chuzier sau trận đấu với đội tuyển Iraq cũng đã có một buổi họp và cũng có những chia sẻ với các học trò Cụ thể thì ông cho rằng các cầu thủ của mình đã chơi nỗ lực, cố gắng và thần nào thể hiện được những ý đồ về mặt chiến thuật trong lối chơi mà ông xây dựng nơi đội tuyển Việt Nam. Và ông cho rằng dù không đạt kết quả như mong muốn, nhưng đó là hành trang cần thiết để đội rút ra những bài học và kinh nghiệm chuẩn bị cho hai trận đấu rất quan trọng với đối thủ là Indonesia. Huấn luyện viên với tính cách của mình thì luôn tự lo mọi việc, ông tự mình kéo vali và chuẩn bị mọi thứ gọi là tư trang cá nhân Thanh Bình cũng là một trong những thành viên trở về trong chuyến này của đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu những trận đấu cuối cùng ở vòng loại World Cup vào tháng 6 Nhưng rõ ràng mọi thứ sẽ được quyết định trong tháng 3 Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại vào tháng 3 và trước đó thì các cầu thủ sẽ trở lại với đấu trường V-League và hy vọng rằng những cầu thủ chấn thương cũng sẽ sớm trở lại thi đấu và đạt phong độ cao khi đấy thì uh, trong đợt tập trung chuẩn bị cho những trận đấu với Indonesia có thể lực lượng của chúng ta sẽ là lực lượng tốt nhất những tính toán về chiến thuật cũng sẽ được đảm bảo nhưng cũng không loại trừ khả năng huấn luyện viên Philippe sẽ vẫn tin cậy vào lực lượng mà ông muốn xây dựng đây là lực lượng với nhiều cầu thủ U23 không chỉ cho mục tiêu ở vòng loại World Cup mà ông còn đang tính tới cả mục tiêu ở giải U23 châu Á. Sau đó Phan Tuấn Tài là một trong những hạt nhân của lối chơi này bên cạnh những cầu thủ như Minh Trọng, Thái Sơn, Đình Bắc, Văn Tùng hay Khuất Văn Khang. Huấn viên Chu Jie đặt khá nhiều kỳ vọng ở giải U23 châu Á vì ông cũng có một tham vọng là cùng với đội bóng dự Olympic trên quê nhà của mình. Tổng thư ký Liên đoàn bóng Việt Nam ông Dương Nghiệp Khôi là một trong những người đồng hành với đội với vai trò trưởng đoàn. Phó tổng thư ký ông Châu cũng là một trong những thành viên của Liên đoàn bóng Việt Nam ra sân để đón đội tuyển. Không có quá nhiều cổ động viên ra đón đội tuyển sau khi đội không đạt được mục tiêu quá tốt tại giải đấu năm nay hành trình thì cũng đã kết thúc rồi và trái bóng thì vẫn tiếp tục lăn những giải đấu đang chờ đợi phía trước chúng ta cũng chỉ mong rằng là những bài học ở giải đấu lần này sẽ giúp cho đội phát huy được nhiều hơn nữa khả năng của mình ở những giải đấu quan trọng phía trước cảm ơn quý vị đã đồng hành với video xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại